đóng, chị ngồi ngay đó ngửi phần bò. Và ông thầy Pháp Hòa ở trong đó cũng cùng ngày đó, cả 5-7 người người dành chụp hình với ông hang trang building. Ông là BD á, ông là tà đó. Con hờ ở trên nó, những người nào sao mình biết hết, nhưng mà chúng sanh ở chúng sanh thì vô minh đó, dũng chữ vô minh đó. Chạy ra âm thanh với màu sắc đó. Nên thiên tử chúng trần còn nói chuyện ngay đóng phân bò. Lần trước có bác này đây là nhớ nè, nhớ bên đó có đóng phân bò. Còn quỷ ma dạ so nó lên đây nó thuyết pháp thì chúng sanh chạy theo ầm ầm, tại vì họ có tổ chức của ban tiên giáo mà. Rồi nhớ chuyện nó ngược ngạo lắm. Sau này mình hỏi tại sao có những hiện tượng kỳ cục, cái gì nói thời sàng lọc, người nào có chánh kiến thì nhận thức được, người nào không có chánh kiến là bị cái nghiệp của họ lôi kéo họ để đi vào mấy cái tà sư, còn người nào có chánh kiến thì tự động họ biết. Đó là lý do tại sao. Mời mấy bác này ăn đồ ăn rồi. Mời mấy bác lên lấy đồ ăn lên ngồi ăn chứ ngồi không vậy. Đồ ăn đến này nè, cứ tự nhiên mà. Mời tất cả lên lấy đồ ăn lên đi tự nhiên đi. Thế nè. Khỏe không? Ốm hơn chút thôi. À, vậy cắt cái rau vậy, cái rau lúc trước ăn tiền lắm á. Được rồi, kệ. Rồi à, bác tên gì? Tên gì? Hả? Thiên thị sử hả? Họ tức là có họ Thiên rồi hả? Cái Hòa Thiên chỉ về hướng Đông Bắc, ở nhà cũng được, hướng đó rồi thành tâm có cái bài khấn đó. Con tên Thiên Địa Sử, nhiều đời kiếp mà tội nghiệp muôn trùng, hôm nay muốn về với cha trời mẹ đất, cõi thiên đàng. Rồi bắt đầu Nguyễn Thị Sử hay Trần Thị Sử gì không biết, giờ đổi thành Thiên. Khi mình mất á, cái thần hồn của mình sử dụng cái chữ Thiên nha, chứ không có Ngô Trần Nguyễn trong đó nữa. Bởi bên kia là cái thế bên kia nó nhiều phe phái, nó cũng y như thế gian mình nha. Tà quỷ và so Atula củ quyền lôi kéo đủ tứ bề hết, nên chúng ta hôm nay muốn đi về đâu phải chọn từ đây, phải quyết định cái thần hồn mình đi từ đây à. Con muốn đi đâu con cứ nói giùm không à, tự nói muốn về trời phải tự nói. Vậy trời có lại ông trời chưa? Ông áo đỏ hả? Lại mẹ chưa? Mẹ đất. Cái này để lên là chỉ giao duyên, để khi nào mà có lạc xuống địa ngục á thì cái chân linh của kiệt chiết thân nhiều người lắm, có thể đi xuống cứu được.
Và đồng thời lúc mà còn hiện tiền sống thì ma quỷ nó nhìn thấy cái này tuy là vẽ bằng tay nhưng mà trong cái vô vi nó sẽ hiện lên cái dấu. Thì mình đi đám ma, đám tang nhà nghĩa địa đó thì nó né mình chút thì thôi à. Rồi, thiên thì nữ. Ủa gì chả dữ vậy con? Con ngửi vô cái đó là ngủ đi về luôn á, khỏi nói chuyện hết. Bị xỉn. Đó cái sắp hàm nó nhạy cảm lắm. Bị xỉn nè. Rồi, cứ để đi không sao đâu. It's ok, nó không có bay qua. Cứ để đi, đừng có tắt. Giờ nói chuyện tiếp nha. Con chút hơi vô. Thì nói về cái miếng đất Houston này á, là nó có một cái sự màu nhiệm là do mấy chư Phật kêu kiệt bỏ tiền mua để mà độ những dân Houston ở đây. Đã có những người đâu có thể mà lên máy bay lớn tuổi gì bay về Thiên Long Sơn đâu. Thì những cái mảnh đất nào của con trời khai sinh đó, nó sẽ có những Thiên Long Bát Bộ, những vị thần gia hộ. Thì đất này hôm nay trước khi mà đặt tên nó Thiên Long Giang á thì nó bình thường, nhưng mà hôm nay nó là mảnh đất thánh đó, màu nhiệm. Tại vì các cái gì đã gia hộ rồi, Kiệt đã dặm chân lên đây rồi, những ngày đầu những vị thần, những vị Bồ Tát cũng đều có mặt trên mảnh đất này. Tại sao ở Tát Sát này nó không có núi không? Thì nó có con sông, tại đây mình chạy chổng nó có con sông. Thì thời đó đặt là Thiên Long Giang. Còn Thiên Long Sơn thì núi đồi cao tới mấy nghìn feet tuốt trên đỉnh thì Thiên Long Sơn. Ai về Thiên Long Sơn sẽ có cảm nhận sự màu nhiệm. Thiên Long Giang hôm nay mình chưa có nhiều tượng nhưng mà nó có sự màu nhiệm ở đây. Hôm nay lần đầu tiên tượng cha mẹ ở đây, rồi ông A Hồ ở đây nữa. Ông Hồ là một người màu da đỏ nhưng mà được cha phong thần để cai quản nguyên cái tiểu bang Thái Sách này. Ông rất là linh. Ông đứng không cao cao, có khoảng 7 feet. Ông đội cái mão như vậy nè. Cái mặt ông có ba cái lọc đỏ. Trước khi mua cái đất này là Kiệt không có bước chân qua đây. Và thay đồ vô, rồi con đường như thế nào, nhà Mỹ Đen trong đó, rồi gì á. Là ông Hồ cũng về, ông báo cáo bên Thiên Long Sơn, Kiệt biết hết. Là trả tiền luôn rồi, thì mới tới đây. Không, mua đất không có cần qua. Có mấy vị hết rồi. Thì bây giờ hôm nay quân tướng của ổng đã bao bọc nguyên cái dãy này, đất này. Đó là một cái đại phước cho cộng đồng Houston. Việc này chỉ lấy tiền cá nhân mà làm việc chung sẽ lưu truyền nhiều nghìn năm. Những gì để lại là để cho đời đời cho cộng đồng người Việt. Nhưng mà sau khi người Việt hiểu được Kiệt là ai rồi thì người Mỹ sẽ bắt đầu mới biết. Thì lúc đó Kiệt này không còn đứng đây nữa mà có những nhiệm vụ mới rồi. Cũng giống như Thiên Long Sơn năm 2014 bắt đầu mua dãy núi, đất tìm chủ nha, cái này cũng đất tìm chủ. Không phải mà ai muốn lập đạo hay là ai muốn đặt tượng là đặt. Thế gian này ai có lỗi lạc kiểu nào, 100 triệu đệ tử giống như Yoga hay là những nhà lỗi lạc cũng không có dám đạo lập cái đạo. Chỉ có con trời mới lập được đạo. Thì nó mới có sự gia hộ màu nhiệm của bởi như những vị thần thánh vô hình. Ai đeo cái dấu thiên tâm người đó sẽ thoát rất là nhiều nạn. Từ ở đây cho tới bên Việt Nam, ở cộng đồng hải ngoại khắp thế giới, ở Âu Châu hay Anh, Úc cũng có về Thiên Long Sơn rất là nhiều. Ngày nào tuần nào cũng đông lắm. Hình như ở bển cũng đông á. Mình đứng đây. Rồi bên Việt Nam
càng ngày người ta càng hiểu. Tổng cộng là con của trời mà trong nước Việt hôm nay trên 20 triệu người á. Nếu mà ngồi tính. Trong đó đảng viên nhiều lắm, mấy ông bự sợ chết á. Đeo giáo Thiên Tâm ông nào cũng đeo giấu trong cổ. Nhiều lắm. Đó là mình chưa tính là đệ tử của Đức Thầy Ngũ Đại Truyền Thừa là mấy chục triệu miền Nam nữa. Là vì những ngày đầu có một số người, người ta không hiểu. Nhưng mà những cái số người không hiểu thì hôm nay họ hiểu. Nhưng ngược lại có một số chỉ có thượng thiên 50%. Mình nói là đa số là những người ở đây là thượng thiên 100% là tin, có cha tin kiệt phải không? Nhưng mà có những người chỉ thượng 50 thôi. Được, ta tin mày đó kiệt, ta tin tận thế đó. Tao tin đảng cộng sản như thầy thê nít đi xuống ông cống á, đi xuống đại biển á, rồi tao tin sẽ có nước biển mới, tao tin hết, nhưng mà để tự tao lo, tụi mày gục thừa để lo chuyện đó ở bên hải ngoại đi, đừng xen vô chuyện của tao. Quý vị nghĩ cái đó là bề trên có cho độc tử không vậy? Độc tử người nào mà cản trở cái đường của bề trên đi cơ bản á. Rồi cái mình nói cho sư phụ mượn cái này một chút. Cái này nó chống cộng đó con, sư phụ đâu có chống cộng đâu. Đức thầy nói cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Hồi xưa kiện nói cái này ai cũng chửi. Trời ơi, cờ đỏ sao vàng là của Phúc Kiến, tao thích tỉnh Phúc Kiến sẽ sáp nhập nước Việt vô thành là một cái tỉnh nhỏ của Phúc Kiến. Mày nói cái cờ này về treo dinh độc lập. Chuyện này không có nói. Có bao nhiêu ống kính sẽ lên trên mạng. Phật nói đó, Kiệt chỉ lập lại lời Phật thôi nghe mấy đại ca. Bất trọng, bất hưởng, bất chính. Chuyện này chỉ lập lại lời của Phật nói. Cờ vàng, cờ đỏ ai nở bỏ vàng, ba sọc ngang hàng cho khắp nước. Là từ gì á, hiện bây giờ đang đói. Cái lá cờ này nó đã có lịch sử ở quốc tế rồi. Nó đem đô la với nó đem hai thác di mạch, nó đem công ăn việc làm vô liền lập tức. Rồi sau đó là mình mới có cơ hội viên hồng. Tại vì sau này nước mình sẽ thịnh vượng và đoàn kết giống như thời của nhà Trần Nhân Tông vậy đó. Là Đức Trận Đạo với có nhưng mà không có tính chuyện nhà, tính chuyện nước. Thì nó là thật. Hồi xưa là mấy đứa nhỏ nó không có biết. Ồ, cái đám bao que. Cái giải thích từ từ nó hết bao que rồi. Cờ này của vua Thành Thái năm 1938 đã treo ở Hàng Xanh Hà Nội rồi đó. Đó là người Bác là một dòng máu. Người Trung cũng là máu đỏ da vàng. Người Nam cũng là da vàng máu đỏ. Còn cái lá cờ của Phúc Kiến là khi mà năm 1932 Nguyễn Ái Quốc đã bị Mao Trạch Đông cho ẹt. Thì bây giờ cái ông mà đang nằm ở Lăng Ba Đình á là người Tàu á. Đâu phải là anh hùng dân tộc gì đâu. Rồi tối ngày á, sáng đi ra thì lại quỷ. Chiều đi ra lại quỷ. Cứu tôi, cứu tôi. Quỷ nào cứu? 50 năm dân tộc vẫn nghèo khổ, vẫn đói. Tại vì quỷ đâu có thần lực, đâu có phước đức gì đâu mà để cho dân cơm no áo ấm. Phật thì không lại, cha mẹ thì không lại. Tối ngày để cái hình Bác Hồ bự tổ bố để cao hơn Phật nữa. Đến một cái lại 50 năm, cái ngày nào sáng nghe cũng đốt nhang, tối gì đốt nhang. Càng đốt chừng nào á, ổng bị lock up ở dưới địa ngục á, còn mệt nữa. Có một ngày em, ổng lên ổng nói chuyện với Kiệt. Ta, Hồ Chí Minh. Cái hỏi, vậy Bác Hồ cần gì? Cho ta xin điếu thuốc. Cái đầu cái mình lấy điếu thuốc, mình để đó, kia để trong cái chân nhang á, cắm xuống đất. Cái điếu thuốc không đầy nửa phút mà nó hút xuống cái tàn thẳng băng, không có ngã. Ông hút hơi rồi cái ông mới chửi. Thằng Đồng, thằng Dững, mấy thằng đó nó hại tao, nó làm những cái lời. Tức là ông cứ trách móc mấy thằng đàn em ổng thôi. Này nói hồi vô chính trị. Thôi bây giờ nói về đạo đi. Tại đây đất lạ quê người phải không? Đâu biết. Trời ơi mấy anh Kim Cương đứng đây đó trời. Kim Cương cỡ nào nữa cũng là có cái xác phàm, có linh hồn đúng không? Thế gian này chuyện này không có quyền lực, nhưng mà chết rồi á, giàu cho cái người đó cỡ như Saddam Hussein hay là cỡ Biden hay là cỡ những cái người Tập Cận Bình, Putin á,
cũng phải quỳ với Trân Kiệt ở bên cõi kia đó. Cái gì có tin không? À, thì nó làm gì làm, chúng ta còn gặp nhau dài dài á. Có lần hỏi kìa, cũng như quý vị nha, biết 80%, coi trời không có cho biết hết, tại vì biết hết rồi lên cái microphone với mấy cái máy này lộ thì nó hơi kỳ, phải không? Dùng chữ kỳ. Cho nên những gì Kiệt nói chúng 90-95%. Mà mỗi lần khi mà hỏi, Kiệt hỏi chứ chừng nào sư phụ xuất hiện, chừng nào kìa con được về với sư phụ, tại sư phụ nói là sẽ gặp con trên đất mẹ, tức là sư phụ chuyện này đang nói chuyện Đức Thầy, Đức Quỳnh Phú Sổ, ngày không có chết. Nhưng mà chỉ dân miền Nam biết ngày không có chết, mà dân miền Trung, miền Bắc thì họ không có nghiên cứu, thì mình coi như vô tư đi, phải không? Nhưng mà nếu có vô tư hôm nay cũng đừng có quá vô tư, tại vì cái vô thường nó sẽ đến với những người vô tư lẹ lắm. Mình sống, mình phải tỉnh giác như con mèo, mình phải biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có nhiều người ngộ lắm, nhìn thấy không biết ngày mai cứ nhảy đạch đạch thì cứ đạch đạch, hôm nay hung dữ vẫn hung dữ, không biết thì dựa cột mà nghe, không biết thì cứ lên ào ào không à. Mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Đó là hôm nay là con mèo, hôm nay là năm nay là năm con mèo, quý vị thấy có lao sao không? Đến chừng rồng rắn là 21-24, máu đào chỉnh ghê. Con ngựa thì đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bời gian lao. Khỉ kia cũng bị xáo xào, canh khuya gà gái máu đào mới ngưng. Có nghĩa là lời của Đức Thầy nói là nó cho toàn cầu. Rồi cũng cùng ông Trạng Trình, có nghĩa là ông Trạng Trình Nguyễn Minh Khiêm mà ngoài Bắc thời xưa đó, cũng là một cái kiếp của Đức Thầy tái sanh ở ngoài đó. Thì Kiệt hỏi thì Ngài nói là năm Mã Đời Dương Cước anh hùng tận. Anh hùng có nghĩa là mấy đại ca mình á, lúc nào cũng cho là anh hùng, dân tộc cái gì cũng là anh hùng. Thì mã mèo là hiện giờ là 23-24, rồng rắn 25, tức là khoảng 24-25 là anh hùng tận, tức là nước mình không còn cộng sản nữa, rất là gần. Cho nên những bác ở đây nè, cả các bác hồi nãy ngồi đó thiên sứ gì đó à, gán này qua đây cứ đi bác sĩ điều điều quá không, là vẫn còn thấy gặp được Đức Thầy, tại Ngài sẽ xuất hiện khoảng thời gian đó. Thì cái thế giới này nhân loại không còn ai nói ai nghe nữa. Liên Hợp Quốc nói là nghe không nghe, Mỹ nói thằng Iraq không nghe, Tàu quýnh Đài Loan quýnh không xong, Nga quýnh thằng Ukraine quýnh hoài á, càng quýnh càng điêu tàn, càng thua. Thì lúc đó cái thế giới này đảo điên, không còn trật tự nữa, dân chúng thì đói khổ, lũ lụt thiên tai trà khắp năm châu cùng một lúc. Thì lúc đó 6 triệu chim hiền cả Kiệt đều có cơ hội để diện kiến một vị Phật tái sanh. Ở đây nãy giờ nói nhiều mới ăn cũng làm biến nói, mấy bác có gì hỏi thì con trả lời. Ở đây đề tài của mình là đạo và đời, muốn hỏi gì cứ hỏi, mà đừng hỏi mấy cái chuyện vớ vẩn nha, đừng có đem sao cho con nói chịu nghe lời với em. Nghe lời con á hả? Dạ.
Nó đâu? Nó nhà đâu chịu đi. Thưa hữu, có 7 dòng hào quang, tất cả những người mà hôm nay đều có cái điển thanh của thưa hữu. Thì những người nào giống như vợ chồng mà một đứa đệ tử họ thiên gái, chồng cứng đầu lắm, nhưng mà gần cho hữu ghét cái hữu nó giống như khai tâm á, thì nó mà muốn biết trời Phật là ai, nó phải gần cho hữu, gần núi, gần thiên long giang. Nó không chịu thì để nó nhẹ, cho nó đi vài vòng mà dạo chơi cõi ta bà này đi. Ta bà nhiều lúc cũng vui lắm, nửa sướng nửa khổ. Chứ giờ nó không muốn về trời mình đâu có ép nó được. Cái gì cũng phải tự đi chứ, hồi nãy có nói rồi. Muốn ăn thì phải ăn vô bếp đúng không? Muốn cưới vợ phải lại dài dài đúng không? Muốn về trời phải lại cha lại mẹ. Chuyện này chỉ là gieo duyên thôi nha quý vị. Con thì con tin tuyệt đối mà thưa sư phụ, gì chứ sáng con đọc kinh, chiều con đọc kinh, thì như vậy có đủ chưa thưa sư phụ? Còn con còn làm cái gì nữa? Con có mấy cục sòn không có. Đeo vô ngón tay mẹ nè, đi tiêm vàng nó mới hết lòng. Tại vì bây giờ Phật nói là tài sản là máu huyết mỡ không, mình mới hy sinh tài sản thì mới chứng minh lòng thành. Mẹ tưởng cha mẹ còn chống chân đồng không à, thiếu vàng hột sòn con đeo vô như nhiều vô để mới chứng minh lòng thành con được. Con thương người, con ưa giúp người lắm thầy. Mấy ông thầy ở ngoài ở ngoài Bô Sa đó, ý ở ngoài Beo Le hả? Không, con mấy ông dụ hay lắm, ông hay giỏi hơn sư phụ. Tại lời Phật nói chuyện là nghe lọt lỗ tai lắm. Con cho. Còn lời của người này nói khó lọt lỗ tai. Ai đói ai khổ con cho chứ con không có cho thầy. con muốn hỏi, con muốn còn làm gì nữa để con đủ. Đưa tay sư phụ coi chừng nào con chết. Đưa hai tay đây đó. Hắn lại. Tiếp lại. Sống dai dữ vậy ta. Cái này sống dai dữ lắm á. Nhưng mà khổ. Dạ. Đời khổ. Con thấy ai khổ chịu nổi cũng khóc luôn. Đó là đạo thiên tâm chúng ta là phải có bi chí dũng. Nghĩa là mấy ông thầy chỉ dạy cho từ bi thôi. Mấy ông không dạy còn chí. Chí là mình phải ra đời, mình năng động ở đời. Dũng. Thì từ đó là mình mới có dũng cảm. Để mình chuyện này cho tất cả mấy đứa họ thiên đệ tử cứ chấp vấn sư phụ làm sai, mấy con có quyền nói lên mạng chửi sư phụ như con ước ao xin. Chứ còn mấy ông thầy á, đụng áo vàng là bất kính, không, cái đó là lên này không có dũng, chẳng có trí gì nữa. Phải phải về đây lại thường thường để cho mấy vị khai tâm, cho có trí có dũng. Xin sư phụ cho con cái với con ước ao. Dễ. Gặp mấy lần rồi mà không có được. Con gặp mấy lần rồi. Ok rồi, dễ. Tên gì? Thiên Ngọc Điệp. Thiên Ngọc Điệp. Dạ. Con của ông trời. Tướng này sống dài dữ lắm. Không có gì sao. Duy sức gặp được sư tổ. Duy sức. Cái bác này mà giữ gìn sức khỏe cũng gặp được sư tổ được. Thì con muốn con muốn rồi bác đi trước đi nữa. 80 hả? 80 Mỹ này đâu nhầm nhò gì, ở Việt Nam người ta năm mấy người ta chết là vì người ta không có tiền. Để vô nhà thương Việt Nam đó, nó phải đổi cọc giấy 250. Nó phải hố lộ từ thằng gác cổng, từ tới y tá, rồi tới ca trực, rồi tới bác sĩ. Thì nó mới chiếu cố, mà nói chiếu cố thôi là mình nhẫn lại. Đâu có đủ tiền đâu, thôi nằm nhà uống nước nam, uống ghế bạc hà gì đó. Cho con biết con phải làm gì thêm nữa. Làm gì thêm hả? Thì đó mới vừa nói đó. Lời đây rảnh á, mỗi ngày tới đây lại cha lại mẹ. Tại vì mình gần trời gần Phật á, là từ từ mình sẽ có hồi ánh sáng. Cũng được, nhưng mà nhiều khi nhà mình trong đó nó trượt nhiều, âm khí nó nhiều. Ở đây không có âm khí, nó khác nhau. Ừ. Tên gì? Thiên Thu hả? Thiên Thu. Thiên á chỉ rồi bác ấn tam muội, tại vì gái ngồi á mấy mã hay ta vuốt đầu thì bác ấn này. Nhưng mà khi kiệt dạy á kia là truyền tam ấn mấy ông ma đức trọng quỷ thần kinh, thì những con ma, những cái thế lực vô hình á là những đứa họ thiên họ sẽ không có phá.
nhưng mà phải làm đúng như chuyện dạy. Thì còn làm không đúng á, mấy bắt ấn là quan bắt xong mũi đúng mới lên đảng ở lại đúng rồi đó chị hay rồi thẳng cái lưng là em vô thở ra cái gì thiên diệu dân hả thiên mỹ liên thiên diệu dân đây khi hụt nói chuyện đây mấy chị đây ghi hết có mặt ở đây rồi nói là mấy chị ghi hết. Hồi nãy đứng trước cái chị mà ngồi đánh nghiệp thế gian nhiều rồi, có cái gì á thì cứ khám. Cháu nhờ xe đó. Mấy cô chú bây giờ chỉ là đặt câu hỏi thôi, còn hôm nay chắc thầy nó làm gì xong rồi cho con xin tử chúng ta giáo giáo con nghĩ là cái nghiệp của con á, nghiệp của con mới nhờ ông Diễu đó khi giúp trước cho nó cháu của con ở Việt Nam năm mươi đâu đâu sao đâu lấy tên thánh rồi tên thiên rồi. Dạ, cảm ơn cô nhắc nhắc quần thiên lẹ lẹ cẩn gì à, thiên phải không thiên gì đi thiên gì thiên bá thỉnh hả những người nào kiệt dễ anh chán hội thiên rồi không có được gặp cậu chính hay mấy thầy bùa ngải nghe mấy ông nuôi thiên cái á à, những cái người mà nói chuyện được với ma họ có thần thông cao đó cho nên mình phải có chánh kiến mình chỉ có thờ thượng đế rồi khi nào mình thấy mình bị depression đó là mình đang trúng bùa đó thì mình lấy cái nước trên bàn thờ mình uống hoặc là mình tới đây mình xin ông ma hồ hay là ở đây thì nó giải được cái đó chứ còn mà cứ tới đây rồi cũng giống như vừa tắm xong sạch sẽ về nhà cái lăn xuống bùn nữa ở Hiếu Thánh nó nhiều lắm hồi xưa kali đầy luôn bắt kali nhưng mà nhờ ở Thiên Long Sơn á bây giờ mấy cái đám tà nó tan hết trơn rồi biết hết rồi dạ, tại vì không có về đây nhiều nên xin lỗi dân Hiếu Thánh xin làm con ra nè con về đây nè con lại cha lại mẹ ôi chú cũng làm nhiều chuyện tiếp theo là gì mình chào ví dụ kêu mấy đứa lấy mấy đứa tự đây làm cho bỏ trong cái group ở đây đứa nào ấy lấy cái tên mấy đứa tự mới bỏ trong cái big group của Houston nè con bảo con ghi mấy người này dị đoan quá ta trời ơi nhờ dị đoan á mình mới được về trời đó những cái năm đầu quá cho bộ ông tin tại lớp lên nó mỹ kỹ sư nó dễ gì tin mấy vụ này trời ơi mấy vụ quýnh cho muốn chết luôn vậy con có vài lời cảm tạ sư phụ cái gì Rồi. Con xin cảm tạ sư phụ năm 2022 con có qua Thiên Long Sơn con có đứng cái này hả anh nhớ mà tóc con rụng á gì da của con nó sao rồi hả da của con nó sao vậy ba con tên đường tướng nào phát hiện đi thôi rồi nhờ sư phụ thiên đường thôi thiên đường á thiên đường bớt 50% đứa nào ở đây có bệnh tật gì á thì vô cho điện thoại trong group Houston mà qua đây để hộ cứu được những người bệnh tật có thể lên đây ngồi kể cho mọi người nghe và sư phụ vừa làm lên đây kể cũng vừa mới hết bệnh đệ tử này lâu năm với sư phụ rồi nhưng mà nghe mấy đệ tử có nạn một chuyện mới nổi cho nên kể đi con của sao chưa ta đang đứng chờ
Con không ạ? Dạ. Con tính hả? Dạ. Giống chứ bộ. Bạn này đúng rồi. Cháu ngoại. Ủa vậy hả? Con cái ông hôi cái này nè, nó muốn ông hôi cho đó cho nó. Dạ, cảm ơn ông. Thôi chỉ là cái hình thức và hữu hình, nhưng mà mấy vị vô hình á là người ghi tên á, tự mình phải nói là thiên tham trần rồi. Thì dài phải không? Nhưng thời gian này quá rồi á. Con có đứa em ở bên Florida cũng muốn chơi được sư phụ lãnh dẫn cho em nó. Rồi mấy này tướng trời không à, mốt về Việt Nam á. Dạ, mốt giữ gìn sức khỏe, về Việt Nam giúp nước nghe. Dạ, đi nó về là mấy đứa con đi về theo. Dạ, tóm lời câu chuyện tức là cái những cái á mà khi nghiệp nó đổ mà mình không biết cha biết mẹ sớm, mình có thể mất cái xác phạm và cái linh hồn của mình sẽ đi vào ống cống chùa ai giảng hàng tỷ năm. Còn hôm nay đứa đệ tử này giữ được sắc hoàng, mà hôm nay thuận thiên biết cha mẹ thì đời sống cũng mạnh khỏe, có nạn thì cũng xả cái nghiệp, nhưng khi mất đi cũng sẽ về cha mẹ. Thì do tất cả mọi chúng ta quyết định như thế nào trong lúc còn mang sắc hoàng nó quan trọng. Mất sắc hoàng rồi là coi như kẻn đánh rồi,
không có còn cơ hội để mình lọn chọn lựa. Rồi, tên gì? Tên gì? Nó lớn lên. Thiên Ngọc Mai. Rồi. Dạ, thưa sư phụ, cho con Trình còn một đứa em dâu nữa bên kia đó, thưa sư phụ. Dạ. Tên gì? Thiên Thanh Ngân. Rồi, nó lớn mấy chữ Thiên đang đứng đây nè. Rồi, Thiên Ngọc Mai. Dạ, một phần. Rồi, xong. Tên gì? Dạ, xong rồi, đó, chung chung rồi. Thiên Thị Lành. Rồi, mấy vị ghi xuống hết rồi. Tại vì mấy đứa phải tự nói tên là mấy vị... mấy vị hộ pháp xung quanh đây mấy vị ghi tên hết. Đang bị gãy xương sống ở trên sầu. Gãy xương sống. Bác sĩ nói làm sao? Nó bị rỗng xương, bị vô, nó gãy đâu. Hiện tại sao trước khi gãy không biết cha biết mẹ sớm để cho đừng có đi đi nhà thương. Bây giờ gãy rồi giờ sao giúp được? Cô đâu có như nhà ảo thuật được. Cô chỉ là lãnh dùm cái nghiệp trước khi mà ra nhà thương thì có thể là bề trên nó lái đi chút dùng cái tha lực. Còn bây giờ cái chuyện nó đã actually happened rồi. Thì bây giờ chỉ bớt đau thôi nha. Trời ơi. Nghĩ sao còn đứng đây được vậy? Rồi rồi, bớt đau thôi. Chứ bây giờ chồng nó chỉ có thêm. Cho nên mình phải biết cha mẹ sớm, biết Phật sớm là nó quan trọng cực kỳ chỗ đó. Giống như đệ tử biết thì lái từ chết thành sống. Chứ còn mà đợi đi vô nhà thương rồi mới tới đây á, là muộn rồi. Chưa muộn phải không? Đúng vậy, chưa muộn. Tại cái hồn vẫn còn trong cái xác này. Tên gì? Tên gì? Thiên Thị Lành. Rồi. Thiên Thị Lành rồi ra. Bệnh giết mà nó thành cà gù cà gật luôn. Đấy, bệnh nó thành ra cà gù cà gật hay đi theo mấy ông thầy cà gật cà gù luôn. Trời, con chạy từ Florida hả? Ồ, rất là cảnh kích con nghe. Con tên gì? Thiên Cơ hả? Ở đây cái không gian này khi nó thô thời gian đầu á còn hơi thô sơ nhưng mà mình ít nhiều á chà thật không có tính theo building lộng lẫy như tòa thánh Vatican hay là tính theo ba vàng ba chút gì phải không. Tuy là cái máy này còn chưa có máy nữa nhưng mà cha mẹ ngự ở đây, sư phụ không có ở Vatican nữa, không có ở Jerusalem nữa mà sư đang đứng đây thì cái đó mới là quan trọng. Con tính gì? Sau này mấy tụi Mỹ mà biết sư phụ là cái thằng cha bị đóng ba cái đinh mà đứng đây nói tiếng Việt chắc nó quảng hồn quá. Nhưng mà chắc còn lâu lắm. Dung để nước hành à? Sư phụ nói khi ta trở lại các người sẽ không nhận ta y chang. Từ mấy nghìn năm trước đã nói vậy rồi, hôm nay không ai nhận ra mình thì họ thiên mà có duyên có phúc nhận ra. Nhớ nha, khi mình khấn gì đó mình dùng cái họ thiên mình khấn thì mấy vị mới recognize biết mình. Tại trên trời nó nhiều môn phái lắm, dạ so a tô la rồi tà rồi quỷ rồi thiên ma. Ở đây thiên ma nó cũng có môn phái thiên ma đó. Còn tên gì? Thiên Đức Đại ha. Bây giờ lấy họ thiên đúng không? Thiên Đức Đại. Rồi. Con tên là Thiên Đức Thi. Còn tháng 8 năm gì rồi có đi qua. Ông này á là mốt mà Thiên Đức Thầy Đức Thiện chắc ổng là cố vấn Bộ An ninh Tổng cục 2. Ông này cũng trị dữ lắm. Biết là dũng cảm rồi. Thiên anh Dũng. Rồi cái hôm nay được đụng vô hết. Cũng là chi ha. Rồi. Nhưng mà mình này cũng cố dẫn cái đức thầy nè. Bộ. Không đưa ra rồi.
sau này họ đúng, sau này hỏi lâu qua xong con sẽ về giúp đỡ những đứa họ thiên á, sau này sẽ về giúp đỡ thầy á. Tại vì khi mấy con hôm nay rồi ở trên đã ghi thuốc, tại vì sau này chỉ có tránh và tà, tránh sẽ cai quản nước Việt, tà sẽ không còn ở trên nước Việt, nhưng mà hôm nay tà 90% trên nước Việt, sau này đỏ ngược lại hết. Cái bộ lên đây mỗi cổ mỗi họng mỗi miệng 5 năm nay là cũng vì mấy thứ này để cho có tương lai phải không, chứ không thôi là nước của mình là tiêu. Nên là cũng có tâm linh lấy cái số điện thoại đó, có hộ pháp. Ở đây nè, mấy đứa đệ tử này xưa đứa nào đấy bị ma brand nhức đầu quá, chừng mấy chục năm thua để tay cái dở làm thơ ào ào luôn nè. Tay giới thủ nó khác hơn tay người thượng. Cái đó là tự do lời nguyện á, tự những tiền kiếp nó như nào, bộ xuống trần độ chúng sanh, chúng con sẽ theo hộ pháp sư phụ, thì chưa gặp á là bệnh tật, thì gặp rồi tự nhiên hết bệnh. Thì đứa đó cũng vậy. Tiếng nói chuyện với tên con người cái tên dạ chạy dạ. Con phải tập ngồi thiền nha, ngồi rồi thẳng lưng lên rồi bắt ẩn nha, nó mới ra trí tuệ. Này có ai nè? Rồi. Để là coi là gì hả? Để làm luôn để thôi. Cái này á, cái bộ viết cái này là đích tay bộ viết, những chữ ký của ông Phạm rồi gì đó, thì bên thế giới vô hình nó nhìn thấy cái chữ viết của bộ ma quỷ á, nó không có tới chơi với con điên hoặc là ông bà của quyền của mình làm cho con mất ngủ, thì để cái này dưới gối nằm thì sáng ngủ được, nó chỉ có hiệu lực như vậy. À, được. Còn hoặc là ví dụ như nhà mình có bị ma đó, thì mình để dưới địa đó, ông địa sẽ nhìn thấy cái chữ viết của sư phụ á, thì ổng sẽ gia hộ. Tức là mình chỉ là cái chữ viết, nhưng mà cái chữ viết này nó cũng có cái hiệu lực riêng của nó là án lam, án si lam. Thì tất cả các thầy đều biết, có thể đưa mấy thầy kiểm chứng. Mà chữ này không của nó cũng là có hiệu lực rồi, huống hồ chi cái tay của sư phụ viết. Lấy cá rồi lấy chị hai cá. Thôi không có xin giùm. À người nào người đó thôi. Tại vì con là chung giường nhưng mà con chết không có chung mộng. Cho nên không có chuyện xin giùm. Phước ha, nhiều phước rồi. Lẹ lên, sập trời sắp mưa rồi, để đi về. Thiên Ngọc Quy. Thiên Ngọc Quy. Rồi. Ok, lại đây, giết luôn. Thank you.
mẹ đằng sau khu ấy. Anh Minh, Minh, đi nguyên xếp hàng anh Minh. Mọi người từ từ, từ từ, chút xíu. Chút xíu. Rồi, này. Anh chỉ làm cho lẹ lẹ để trời mưa. Rồi. Tên gì? Nói lên. Này thì con tên gì? Con phải đọc tên lớn lên cho mấy vị ghi. Con gọi con. Con tên gì? Để tới một chút. Đi chỉ phải không? Đi xem mang theo mà đi bằng không thầy cho má con là tự hả? Ồ, chút không được. Mày gỡ lên can. Đứng đây, đứng dậy. Không có được lại, không được lại chấp hành. Sư phụ phải có cái tên rồi mới thắng được tên gì? Hả? À, đang nằm bên viện nào? Quý vị gia hộ cho cái đưa được. Còn nói lớn lên để người ta nghe. Chư thiên đâu phải là thần thông mà nghe, con phải ra tiếng mới gì nó nghe được. Đọc kinh mà đọc lớn à. Rồi. Chị đã sử dụng cái đi theo thứ tự. Rồi có cái tên con trời ơi, thằng nánh cũng phải biết bệnh viện nào không có vô mới cứu được. Chứ còn cứ nói bệnh mà không có cho biết bệnh viện gì làm sao mà thằng nánh biết được phải không? Chỉ ở trong trung tâm thôi. Nó xài á không? Nó giúp cái bộ đọc tên thì đứa nào là hai là đệ tử xuống đọc tên như thiên thần tú. Ừ, ở đâu? Sao đâu? Cỡ nào nữa khi con đọc trên nó con để nó gần gần nghe nó nghe đó. Cảm ơn sư phụ. Để ổng đụng nó chờ nó đụng. Lớn quá. Thiền ổng để tiền ổng nè. Cỡ mà mấy đứa nhỏ này phải. Trời bắt rồi, trời tạm. Lớn cha mẹ là cao nhất, thờ Phật cũng phải thấp hơn thượng đế nè. Tại vì tất cả các vị Phật đều là con của Phật tổ, đều là con của thượng đế. Nên mình cứ để cha mẹ cao nhất là đúng. Rồi cái phiêu linh của mình á. Cái linh của mình á giống như mình buông bỏ hết giống như vậy, là có cảm giác không? Sao đó, nó làm này, có dễ rồi nó bò tới đi lòng ghe này đệ tử của sư phụ nè, thấy không, mặc dài không mà không phải là bằng tay không tung đâu, chạy tới đây được đúng không? Đệ tử ổng trong đó lấy nước bụng xe uống nó cản lại tất cả các bệnh tật đều là do đứng rồi sau lưng nhau quay đầu trong đế chừng nào bệnh tật mình nó giảm có một cái nó còn cái bên ngoài.
sao nay ngân nghỉ giờ họ thiên lấy giờ làm nhà cô lấy nói ủa hai chồng đi đâu rồi nói đi công chuyện không thôi chồng vô lễ làm chút mình thợ làm hai chồng cứ bỏ đi thôi nghỉ ngày đây đi chúc mừng con đó, cơ hội ngàn vàng của mình không có con vào ông trời cũng được, nếu mà Phật thì phải tu lúc cho Phật. Dễ không? Dễ rồi. Mấy chư thiên trên trời với ông có đang đứng nè. Dạ rồi má. Dạ dạ. Con tay này con có gì gì đâu. Con tối con nó mặt hai sư quên. Mấy em nó tới đây thiên ma đi săn. Thiên ma đi săn. Thiên Abigail, thiên Abigail. Thiên Abigail luôn. Giúp đức thầy ra. Thiên ma đi săn. Thì ta nói cho thầy săn là ma đi săn. Con biết chơi như con mình. Đang chút để trên bàn á, sư phụ có cái nước á, sư phụ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.